Ô tô, bạn có mong muốn sở hữu một chiếc ô tô? 1.000 người được hỏi thì 1.001 người có câu trả lời là có. Xã hội càng phát triển, ô tô càng phổ biến. Sẽ đến lúc, tại Việt Nam, mỗi gia đình sẽ có một chiếc ô tô. Thậm chí, mỗi thành viên trong gia đình sẽ sở hữu một xe. Cơ sở hạ tầng, đường xá, giao thông ngày càng phát triển, hiện đại hơn. Một thị trường vô cùng tiềm năng để sản xuất, cung ứng, bảo dưỡng và sửa chữa. Báo cáo cuối cùng của năm 2020 đến từ VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ 407.487 chiếc xe, vượt con số 401.890 xe của năm 2019. Nhu cầu nguồn nhân lực của ngành công nghiệp kỹ thuật ô tô luôn ở mức cao. Thậm chí, các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới như BMW, Toyota, Honda, Ford, Audi tại Việt Nam thường xuyên tuyển dụng nhưng cung vẫn không đủ cầu. Đặc biệt, cơn bão mang tên VinFast tiếp tục mang đến những tín hiệu vui cho ngành công nghiệp kỹ thuật ô tô. Nhiều năm trở lại đây, công nghệ kỹ thuật ô tô luôn là một trong những ngành học được đông đảo thí sinh quan tâm tìm hiểu và lựa chọn trong mỗi mùa tuyển sinh. Giữa thế giới ngành nghề đang ngày một đa dạng hơn, sức hút bền vững của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đến từ giao điểm của thị trường nhân lực thời công nghiệp hóa và đam mê làm chủ công nghệ của người trẻ Việt. Nắm bắt được xu hướng phát triển và thị trường nguồn nhân lực vô cùng tiềm năng của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Đại học Đại Nam đã xây dựng đề án mở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và chính thức tuyển sinh trong năm 2021. Sinh viên ngành này sẽ trực tiếp thực hành trong môi trường doanh nghiệp ngay từ năm nhất và liên tục trong suốt quá trình học. Đại học Đại Nam đã ký kết hợp tác đào tạo với nhiều công ty lớn, tạo môi trường thực hành, thực tế chuyên nghiệp, hiện đại và đầu ra cho sinh viên. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng để sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Trường Đại học Đại Nam được rèn nghề ngay trên ghế nhà trường, ra trường có thể làm được việc ngay, doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Trong thời gian học, sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học Đại Nam sẽ được trang bị bài bản các kiến thức về cơ khí, tự động hóa, điện, điện tử, công nghệ chế tạo máy, kiến thức kinh doanh, marketing, các kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ. Đặc biệt, sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Đại Nam được trải nghiệm quy trình làm việc thực tế liên tục trong suốt khóa học tại hệ thống xưởng công nghệ kỹ thuật ô tô tiêu chuẩn Nhật Bản, được trung tâm đào tạo của các công ty, tập đoàn lớn như Toyota, ITMC, v.v. và v.v. trực tiếp đào tạo, được các kỹ sư, kỹ thuật viên giỏi và giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn và dạy nghề. Với chương trình đào tạo ứng dụng cùng đội ngũ giảng viên giỏi và thạo nghề, chắc chắn các kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô Đại Nam tương lai sẽ trở thành mục tiêu săn đón của các doanh nghiệp. Ngay bây giờ, hãy cùng khoa công nghệ kỹ thuật ô tô Trường Đại học Đại Nam trở thành một phần của nguồn nhân lực ngành ô tô Việt Nam, khám phá và chinh phục những công nghệ mới nhất, kèm theo cơ hội thăng tiến và đãi ngộ hấp dẫn.